Tuy gặp một số khó khăn do dịch COVID-19 ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh, song hưởng ứng đợt cao điểm toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19 do tỉnh Hưng Yên phát động, nhiều doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Ngay sau khi tiếp nhận thư kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn thép Minh Ngọc ở huyện Văn Lâm đã đăng ký ủng hộ 3 tỷ đồng cho quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Nguồn tiền này, công ty trích từ quỹ phúc lợi của doanh nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng quỹ phòng chống dịch của tỉnh, đặc biệt là chương trình tiêm chủng vaccine, thì ban lãnh đạo công ty chúng tôi cũng đã họp bàn và mong muốn được đóng góp tích cực trong chương trình này và hy vọng là cái đại dịch này sớm qua đi để mọi hoạt động trở lại bình thường. Hiện công ty Minh Ngọc có hơn 400 công nhân, lĩnh vực của công ty là chuyên sản xuất ống thép. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty cho công nhân nghỉ luân phiên 50%, nhưng vẫn chi trả đảm bảo từ 70 đến 80% các chế độ chính sách cho người lao động. Không chỉ ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, thời gian qua công ty thép Minh Ngọc còn tích cực ủng hộ các nguồn quỹ từ thiện nhân đạo tham gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hưng Yên và huyện Văn Lâm.